Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng tỉnh ủy vừa có công văn thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Theo đó, tại hội nghị ngày 13 tháng 9, Thường trực tỉnh ủy thống nhất về chủ trương hỗ trợ đợt 1 với số tiền 6 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận quản lý hỗ trợ 11 tỉnh phía Bắc để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hương Yên, Hà Giang mỗi địa phương 500 triệu đồng. từ trưởng tỉnh ủy sao ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục để chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên cho các tỉnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.